Xin chào tất cả các bạn nhá. Để cắt được kiểu tém máy bay này, các bạn làm như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ phân khu như trong video, gióng thẳng sống mũi, gióng thẳng phía sau. Để chia tóc thì nửa trái nửa phải, xác định điểm đỉnh điểm cao nhất trên phần đầu, chia xuống sau tai, gióng thẳng lên, và mình sẽ quấn gọn từng khu lại nha. Các bạn chia hai bên đồng đều với nhau để tạo hiệu ứng và tiếng mình cắt được chuẩn xác nhất nha. Và ở phần tóc phía sau này thì mình cũng sẽ chia đôi ra, và chúng ta xác định điểm lồi nhất ở phía đằng sau, và chúng ta từ cái điểm phía trước đi lên khoảng 1 cm, chúng ta chia vòng cung xuống dưới nha. Hoặc các bạn sóng từ đỉnh tai gióng sang, chúng ta chia vòng cung xuống dưới. Đây là kết quả quá trình phân khu. Bây giờ mình tiến hành bước cắt nha. Bước cắt thì chúng ta sẽ trải không độ xuống và mình cắt phần tóc khu gáy trước. Ta trải xuống góc không độ và cắt một đường bằng nha. Cắt từ bên trái qua bên phải và ngược lại. Ok rồi, mình sẽ cắt đi góc nhọn ở hai bên góc gáy này, mục đích là muốn tạo độ ung cục tự nhiên và giúp cho phần gáy này đỡ bị vảnh nhá. Vì phần sau tai ấy, góc gáy này nó thường là tập trung nhiều tóc và hay bị vảnh. Bây giờ mình sẽ tiếp tục, mình sẽ chia lớp ở giữa này ra và trải ra hai bên và tiến hành cắt đi góc nhọn, cũng để tạo độ ung cục tự nhiên đỡ bị vảnh. Bây giờ mình sẽ chia đôi phần này ra và nâng lên, đo khoảng 3 ngón tay xếp cạnh nhau. Các bạn sẽ kéo thẳng về một hướng về phía sau nha. Tiến hành chúng ta cắt đi phần tóc phía trong dựa vào cái phần tóc ở bên ngoài ấy. Đấy, các bạn thấy phần tóc ngoài và phần tóc phía trong thừa ra, các bạn cắt đi. Và đây là hiệu quả, trải xuống rất là ung cục tự nhiên luôn nha. Phương pháp rồi mình đã cắt với kết cấu vuông nha. Đó, vuông kéo hết về một hướng thì phần tóc phía ngoài được giữ lại, phần tóc phía trong được giảm dần nha. Mình sẽ chia phát chéo và sử dụng kéo răng cưa với độ đi tóc khoảng 15-20% và tỉa như các bạn đang quan sát. Tiếp tục mình sẽ điều chỉnh lại tầng lớp bên dưới một chút nhá. Đấy, các bạn thấy không? Nâng lên thấy góc nhọn, chúng ta sẽ cắt đi góc nhọn này dựa vào đường chuẩn ở phía trên nhá. Chúng ta chia lớp một tóc dọc với phần tóc này. Nếu người không cắt bước này ấy, thì phần khuôn viền nó sẽ tương đối là dày, nó sẽ không được thoát tóc đâu nhá. Chúng ta chia đôi đường chuẩn và chia tiếp lớp tóc tiếp theo. Các bạn sử dụng đường chia là đường chia dọc nhá. Đường chia dọc và đường chia sẽ chia vuông góc với mặt đất. Sau đó chúng ta sẽ nâng góc độ lên là 90 độ và ta cắt đi phần góc tóc thừa ở giữa này nhá. Các bạn sẽ nghiêng dịch 2:1, 3:2 và 4:3 để cắt nhá. Chúng ta không nâng theo kết cấu tròn theo khuôn đầu thì phần tóc phía tầng ngoài nó sẽ bị hụt mất đấy. Chúng ta sử dụng cùng một phương pháp tương tự. Đấy, cắt như vậy nó sẽ ra hiệu ứng cái bên gáy này nó sẽ chạy về phía trước cũng rất là đẹp nhá. Bên đối diện mình sẽ sử dụng cùng một phương pháp tương tự để hoàn thiện hết, cũng sẽ nghiêng dịch 2:1, 3:2 và 4:3 để cắt nhá. Do kỹ thuật giống nhau mình xin phép được tua nhanh một chút ạ. Ok rồi thì chúng ta sẽ quan sát và chúng ta sẽ thả phần tóc ở phía trên xuống và chia phần tóc ở phía trên này thành hai nửa nhá. Các bạn xác định nửa trên như mình đang làm. Các bạn lưu ý là chúng ta sẽ chia ra phần tóc khu dưới là khu hậu não, phần tóc khu trên là khu siêu phía sau nhá. Bây giờ mình sẽ trải không độ xuống, con tóc mình sẽ cắt quyết định khuôn viền cái đã để tránh bị hụt nhá. Mình đo hai bên đều nhau rồi thì mình sẽ tiến hành tiếp tục, chúng ta sẽ lấy một chút phần tóc ở phía trên này và thả xuống, đo dài hơn phần khuôn viền bên dưới khoảng 2 cm nhá, và các bạn sẽ nâng lên góc độ là 45 và được cắt 90. Chúng ta sẽ nâng đúng góc độ này để tạo độ ung cục, và các bạn thấy này, phần tóc phía trên và tóc phía dưới sẽ không liên kết với nhau nhá. Đó, bất liên kết thì việc này sẽ tạo ra ở bên dưới là có khoảng không, thì phần tóc phía trên sẽ chạy vào khoảng không đó, sẽ tạo độ ung cục, nó không bị vảnh ra nữa nhá. Nếu các bạn để như cũ thì rất có thể tóc dày thì tóc sẽ bị đẩy, phần tóc phía trong sẽ đẩy phần tóc phía ngoài ra thì nó sẽ bị vảnh ra và không được ung cục nhá. Đó, mình sử dụng cùng một phương pháp, cũng cùng một kỹ thuật thôi. Nâng góc độ là 45 độ và đường cắt 90. Và lưu ý là chúng ta sẽ cắt theo kết cấu là kết cấu tròn nha, cắt xung quanh khuôn đầu. Ta không cắt theo kết cấu vuông ở bên dưới nữa, và ta chú ý là phải cắt theo đường chuẩn ở bên cạnh. Tuyệt đối không được cắt theo đường chuẩn ở bên dưới nha, không sẽ bị hụt đó. Bên đối diện ở bên trái, mình sẽ sử dụng cùng một phương pháp nâng góc độ là 45 và đường cắt 90. Đó, và tiến hành chúng ta sẽ cắt nha. Các bạn phải nâng cao hơn hoặc thấp đi một chút cũng được, không sao. Và các bạn sẽ sử dụng cùng một góc độ như bên đối diện để gì? Chúng ta hoàn thiện hết nha. Nhưng có điều chúng ta sẽ sử dụng tư thế cắt úp 45 độ để cắt bên trái nha. Bây giờ mình sẽ cắt phần tóc ở lớp trên cùng phía sau. Các bạn đã chia phát tán hai bên ngoài, các bạn đang gọi là mũi cam, mũi quýt, mũi bưởi đó. Bây giờ chúng ta sẽ nâng phần tóc ở giữa này, nâng góc độ là 90 và đường cắt 45, cắt liên kết với phần tóc ở bên dưới nha. Các bạn cắt trượt lên một chút để làm sao mà giữ lại cái phần độ dài của tóc ở phía trên cùng, giúp nó tạo cái độ cong, độ mịn. Đấy, các bạn quan sát này, đó, nó sẽ tạo cái độ cong như thế này, chạy xuống, đó, nó sẽ rất là đẹp nhá, nó tạo hình chữ S tính từ trên đỉnh chạy xuống dưới gáy. Bây giờ mình sẽ chia đôi đường chuẩn và chia tiếp lớp mảng tóc tiếp theo. Mình cũng sẽ nâng đúng trung tâm mảng của mỗi mảng, hay gọi là chúng ta gọi là kết cấu tròn đấy, và mọi người sẽ cắt theo đường chuẩn ở bên cạnh và bên dưới nhá. Với phương pháp này sẽ giúp các bạn giữ lại trọng lượng phần tóc ở phía trên, độ dài tóc phía trên nó sẽ tạo độ bay như này. Nếu khách hàng muốn cá tính, khách hàng muốn vuốt lên và để một số những sợi bay như vậy, bên đối diện các bạn sử dụng cùng một phương pháp tương tự để chúng ta cắt nhá. Trong quá trình cắt, các bạn lưu ý là chúng ta phải nâng đúng trung tâm mảng theo kết cấu tròn nhá, không nghiêng dịch đi đâu nhá. Và cứ như vậy chúng ta sẽ sử dụng cùng một phương pháp góc độ đó, nâng mảng 90 và cắt 45, cắt hết, và hiệu quả nó sẽ rất là liên kết với nhau với phần tóc khu lớp tóc thứ hai và lớp tóc ở trên cùng nhá. Bây giờ mình sẽ cắt phần tóc của khu mai. Các bạn đã chia một đường
song song mặt đất hướng về phía trước nha, giống thẳng từ mắt giống thẳng lên. Hoặc các bạn có thể đo ba ngón tay xếp cạnh từ đỉnh tai, chúng ta sẽ chia ra một đường song song mặt đất ra phía trước để chia ra thành khu bên khu mai bên dưới và khu chữ U phía trước ở phía trên nhá, hay gọi là khu đỉnh. Bây giờ mình sẽ trải vắt hết tóc qua tai để mình cắt liên kết với phần tóc ở phía sau. Việc cắt như này sẽ giúp cho bạn sẽ giảm thiểu việc mà chúng ta cắt bị hụt nhá. Tiếp tục các bạn sẽ trải hết phần tóc này ra và hơi nghiêng về phía trước khoảng 15 độ để chúng ta cắt đi phần góc nhọn thừa ở phía trước này. Sau đó các bạn sẽ nâng hết phần tóc này lên và chúng ta sẽ nâng góc khoảng 180 độ, nâng thẳng lên trên nhá. Như là vuông góc với mặt đất ấy, các bạn sẽ cắt đi dựa vào đường chuẩn bên dưới, cắt đi phần tóc bên trên giúp cho phần mai được bay bổng hơn nhá. Và khách hàng có phát có tai thì nó sẽ rất là tiện dụng. Sau đó các bạn sẽ trải hết phần tóc cu mai này song song với đất góc 90 độ hướng về phía trước nhá. Và căn cứ vào độ dài ở bên dưới, các bạn sẽ cắt đi góc nhọn ở phía trên, sử dụng đường cắt 90 luôn. Và đây là hiệu quả khi chúng ta cắt xong nhá. Các bạn hoàn toàn có thể là vắt qua tai cũng rất là đẹp nhá. Ok rồi, chúng ta sẽ có thể quan sát khi khách hàng vắt qua tai. Và đây là kết quả nhá. Chưa xong, mình sẽ sử dụng kéo răng cưa, sẽ có tỉa nhá. Các bạn sẽ tỉa như các bạn đã quan sát từ bên trong ra bên ngoài để giảm thiểu lượng tóc khi hàng vắt qua tai nó được dễ dàng và không bị bung ra nhá. Ở bên đối diện các bạn sử dụng cùng một phương pháp tương tự để hoàn thiện. Các bạn cũng sẽ vắt qua tai và cắt liên kết về phía sau và cắt đi góc nhọn ở phía trước. Sau đó chúng ta sẽ nâng lên góc độ là 180 độ và cắt đi phần tóc thừa bên trên. Và các bạn sẽ nâng về phía trước góc 90 độ và cắt đi góc nhọn ở phía trước đấy nhá. Sau đó mình sử dụng kéo răng cưa và mình sẽ tỉa mỏng như ở bên đối diện thôi. Và chúng ta tỉa qua một chút ở phần tóc sau tai nữa. Vì phần tóc chỗ này nó tương đối là dày, nếu dày quá nó sẽ bị vảnh ở phần tóc ở phía sau tai. Đây là hiệu quả các bạn nhá. Để cắt phần tóc ở phía trên thì các bạn sẽ nâng hết về cái đường ở phía sau. Đó, các bạn sẽ cắt theo đường chuẩn ở phía sau nhé. Các bạn thấy đây, lấy phần tóc ở phía sau là đường chuẩn và cắt một đường cắt 90 nâng hết về phía sau. Các bạn sẽ nâng lên tiếp tục. Các bạn sẽ nâng hết vào đường trung tâm, nghĩa là đường ở giữa ở cái khuôn đầu ấy. Các bạn sẽ lấy một chút tóc quyết định phần mái nhé. Bây giờ mình sẽ cắt mái này, sẽ che đi phần gò má một chút. Các bạn nâng hết lên và cắt liên kết về phần tóc phía sau, nâng góc độ là 75 và đường cắt 90 cắt liên kết về phần tóc phía sau. Sau đó các bạn sẽ nâng song song vào đất góc 90 sang hai bên nhá, để các bạn sẽ cắt đi góc nhọn để liên kết với nhau. Và đây các bạn sẽ đỡ tiếp và chúng ta sẽ nối giữa, các bạn sẽ đỡ tóc nhá, bằng lược ấy, các bạn sẽ nối giữa phần tóc phía sau và phần tóc phía trước. Chúng ta đã xong một cái form tóc rất là đẹp rồi nhá. Đó, phương pháp cắt rất đơn giản và rất là dễ hiểu thôi, các bạn làm theo và chúng ta sẽ ứng dụng được tốt nhất có thể. Ở bên đối diện các bạn sẽ sử dụng cùng một phương pháp tương tự để hoàn thiện. Cho trình mình dạy khóa tự phụ lên tự chính hoặc những khóa chuyên nghiệp về tóc nữ và tóc nam ấy, thì mình vẫn thường đào tạo các bạn như vậy. Khi các bạn biết được kiến thức chuyên ngành rồi, các góc độ rồi, đường nâng, đường cắt, rồi các cái kiến thức liên quan đến tiêu chuẩn bao gồm có cả kết cấu nữa, các bạn hoàn toàn có thể tư duy ra là cắt bất kỳ những kiểu nào mà các bạn mong muốn nhé. Chỉ cần nhìn ảnh khách hàng đưa thôi là các bạn có thể cắt được rồi. Với đối diện các bạn sử dụng cùng một phương pháp và cắt nha. Sau đó mình sẽ đỡ lược bên dưới nâng khoảng góc độ 20 độ và bạn sẽ nối giữa phần tóc ở phía sau và tóc phía trước để cắt đi phần tóc thừa ở giữa này. Và đây là hiệu quả, các bạn cùng quan sát nha. Như vậy là chúng ta chỉ còn một bước tỉa nữa thôi là xong rồi. Các bạn sẽ tỉa tiếp phần tóc ở phía trên này, chúng ta chia mảng dọc xung quanh khuôn đầu. Và cứ như vậy các bạn sẽ tỉa ở bên dưới và tỉa lên, sẽ tạo cái đường chạy phía sau rất là đẹp nhé. Sử dụng kéo răng cưa các bạn sẽ tỉa từ dưới chúng ta đưa lên và tạo độ cụp cũng như tạo độ bay về phía sau. Trong quá trình các bạn tỉa, các bạn lưu ý là chúng ta đi tỉa phần tóc phía sau nhiều hơn tóc phía trước ít hơn nhá. Việc tỉa này các bạn tí nữa chỉ việc sấy khô tự nhiên thôi, nó đã vào form rồi nhá. Như vậy khách hàng dễ, rất dễ là chăm sóc ở nhà, rất là tiện. Và đây là kết quả, chúc các bạn ứng dụng thành công nhé. Các bạn cần mình hỗ trợ thêm bài cắt gì nữa thiếu thể comment bên dưới hoặc có thể tham khảo những khóa học trực tiếp hoặc online của mình nhé, đặc biệt khóa phụ lên tự chính. Xin chào và hẹn gặp lại.